Ủa Mẫn, cô làm gì ở đây vậy? Ủa ai vậy? Cô mới cần phải nói gì hết đó. Nhưng mà khoan nè Mẫn ơi, chuyện gì vậy? Thôi mà để cô tự mang cho. Ờ nè em, mà cô đừng có trâu mày vậy, cô trâu mày nhìn không có đẹp đâu. Cô phải về nè, nhìn cô mới đẹp. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Ủa dạ chào cô. Quý, em đi bơi hả? Dạ mai cô. Trời đất ơi, ê cô thấy chơi cái đó cũng vui quá ha. Cô thích không? Cũng được mà, tại vì cô chưa có chơi lần nào hết á. Ngồi đây đợi em 5 phút. Em đi đâu vậy? Mẫn, Mẫn cái gì vậy ta? Mơ hoàng mà nóng đi vậy kìa. Ê, nè, mày làm gì vậy? Cho tao mượn đôi giày này đi. Mày đuôi hả? Tao đang chơi, làm sao mày mượn được? Mày có biết từ mượn không? Biết. Ừ, đừng để tao sử dụng qua từ lấy, nó mất hay. Bây giờ nha, giờ có đưa hay không? Ây da, mày rất là người lớn rồi đó. Tao vừa đỡ mày mà tao vừa kêu mày đưa đàng hoàng nữa đó. Tao xin mày đừng có lấy mà. Rồi bây giờ có cho mượn không? Không. Không, không, không. Mày lấy đi. Trời ơi Mẫn, thì ra nó về em chạy đi lấy giày của Quý hả? Cô yên tâm đi, thằng đó nó nhiều trò chơi lắm, không sao đâu. Nè, mà em có mượn đàng hoàng không, là hay là em lại đánh nhau với Quý nữa? Em không mời đánh, rất là đàng hoàng. Thiệt không đó? Thiệt. Ê, nè, thôi mà để cô tự mang cho. Thôi đi em, cô cẩn thận nha, nhìn đau chân á. Cô thích không? À, nhưng mà cô sợ té quá à. Sao đâu, té ê mong vài lần là biết đi à. Cô có sao không? Có, có hết hồn. Có làm được anh em Mẫn ơi. Cô thích không? À, thích lắm. À, vui quá à. Chỉ mong bên em và nói với em. Cô Hiền, cô Hiền. Ô Mẫn, em đói bụng quá, mình đi ăn gì đi cô. Cô cũng đói nhưng mà. Cô đừng có nói là bây giờ cô không có dạy em nữa, là cô không có dẫn em đi ăn nha. Không phải vậy. Vậy giờ mình đi ăn đi, em đói bụng quá. Em muốn ăn gì? Thì em thèm muốn Huế, mình đi ăn muốn Huế đi cô. Bây giờ cô thử bám tay vô cái rổ đi. Bám tay vậy hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi cô giữ chặt nha. Mẫn ơi, cô ấn chặt nha, chào cô em đi. Em làm cái gì vậy Mẫn? Hả cô xuống Mẫn ơi. Em phá cô thì có, em dạy cô hồi nào đâu. Lại kêu cô dễ thương quá chị nên mới phá cô á. Cô còn nhớ em chỉ cô làm bánh không?
Cô nhớ không? Nếu như không có em là cô đâu có làm được xong một mình đâu. Cũng đúng. Cô đừng có lo. Chọc người đó không có vui bằng chọc cô đâu. Hử? Em nói vậy là làm sao? À thôi tìm đó bụng quá, mình đi ăn lẹ đi cô. Đi 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 đi. Cô, sao cô không ăn đi cô? Cô không muốn ăn. Nè Mẫn, đừng có chọc cô nữa. Cô ăn đi, để nó nở ra bây giờ. Trời ơi, thì em đâu có nói tại em đâu. Ý em nói ở đây là cô sợ mấy đứa phá phách giống như em không? Cô không biết xử lý như thế nào đúng không? Mà bây giờ cô mà không chịu chủ nhiệm bây giờ, sang năm cô chủ nhiệm mấy đứa lớp 10, nhiều khi chị nó phá ngang với cái bản tính của Hiền của cô á. Em cũng thấy vậy đúng không? Cô cũng nghĩ vậy nữa. À, bây giờ cô phải ăn đi rồi xét lát nữa em sẽ chỉ cô vài chiêu để trị tụi nó. À. Đi cô ăn đi cô. Em đặt rau cho cô nè. Ây da. À. Cô mệt chưa? Mỏi chân quá. Này cô chơi có vui không? Để giúp cô mở ra nha. Mà Mẫn nè, em nhớ trả lại đôi giày cho bạn Quý đàng hoàng đó nha. Cảm ơn Quý nữa. Yes madam. Mẫn. Dạ. Hôm nay cô vui lắm á. Cảm ơn em. Dạ đâu có gì đâu. Cô vui thì em cũng vui mà. Ủa em không về luôn hả? Hôm nay em nói cho cô biết một bí mật này nha. Cô là người giáo viên mà đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp nhất em từng biết đó. Thôi mình về. Đi cô. Xin lỗi em không biết là cô. Em đừng có xạo. Em cố tình thì có. Em nó không có thay đổi gì hết. Suốt ngày cứ phá phách hoài à. Em nói thiệt mà, em không biết là cô thiệt mà. Ủa nhưng mà sao em chưa đi về hả? Thì tại em quậy quá nè nên bị bắt trực nhật lớp. Giờ mới làm xong á. Em đó suốt ngày cứ quậy phá hoài à. Không có chịu thay đổi gì hết. Trời ơi giờ là em thay đổi nhiều lắm rồi cô. Em chấp nhận hình phạt tức là em thay đổi rất là lớn rồi đó. Mà cô đừng có trâu mày vậy. Cô trâu mày nhìn không có đẹp đâu. Cô phải về nè. Nhìn cô mới đẹp. Cô đừng có chuyện gì buồn hả? Đâu có gì đâu. Không có gì. Cô còn nhớ cách em chỉ cô đá cao không? Đá giống vậy nè. Ở cô nhớ không? Đó là cách để tiêu diệt những ai làm cô tổn thương á. Nhớ sử dụng nó nha. Hả? Em mới nói với cô cái gì hả? Nãy giờ em nói gì cô không có nghe hả? Nãy giờ em nói cái gì với cô vậy? Làm vô lớp đây. Mẫn. Mẫn. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai. Các câu thơ tiếp theo cô xin mời bạn Mẫn đọc cho cả lớp với cô cùng nghe nha. Mẫn, cô đọc tới đâu rồi? Em đọc tiếp cho cô nha. Đây, đây này, đây này. Dạ. Dạ của cô là những tiếng đàn bọt nước, Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt, li la li la li la la la. Ô cô sao các bạn cười em ý rồi cô? Cô đang đọc bài thơ Việt Bắc. Mà em đọc qua đàn guitar của Loka. Ai mà mắc cười. Thôi mà các em à, mặc dù Mẫn đọc sai bài nhưng mà giọng đọc của Mẫn lúc mà đọc Lila Lila rất là truyền cảm đúng không? Cho Mẫn một tràng pháo tay nha. Nhưng mà lần sau Mẫn không được ngủ gục trong lúc học biết chưa? Dạ em biết rồi. Cô tha cho em lần này thôi đó. Dạ. Hai làm cái gì vậy? Tao có làm cái gì mà cô?
chứ lúc nào cô bên dọc cho anh Mẫn vậy? Rõ ràng Mẫn cũng lên trước mà. Lúc nào cô liên dị anh Mẫn hết trơn á. Nói gì vậy Vũ? Ủa, em nói đúng hả? Lúc nào anh sai, anh đúng gì á, cô cũng nói anh sai sai, anh Mẫn đúng hết trơn á. Cô nói cái em biết, kể cả Vũ nữa. Cô chưa bao giờ thiên vị bất cứ ai thì cô cũng không có lý do để thiên vị ai hết. Em hiểu chưa? Từ đó đến giờ á, em toàn là thấy cô bên dọc thằng Mẫn đâu mà. Có khi nào cô bên dọc với em đâu. Cô nhìn ra, chứ mà cô mà nó còn cười nữa. Rõ ràng á, cô đang bên, cô đang thiên vị thằng Mẫn mà. Sao còn chưa chịu đi nữa? Cô, có phải là cô đang thiên vị cho em đúng không? Hả? Cô thấy con có giận em vậy đó, cô đang thiên vị cho em đúng không? Em nói gì vậy Mẫn? Thầy cô giáo không bao giờ thiên vị cho bất cứ một học sinh cá nhân nào hết. Các em là đều như nhau. Em cười gì vậy? Không có gì, em ra ngoài đi cô. Úp mặt vô tường. Em luôn đó Mẫn. Em cười cái gì? Hôm nay có chuyện vui nên em cười. Thuộc thêm 10 cái nữa. Thằng điên, mẹ cũng cười. Tốt không? Lương bao nhiêu? Mặc dù lương không được nhiều nhưng mà mỗi ngày đi làm với em là một niềm vui. Vậy hả? Nhưng mà anh không muốn người con gái của mình phải làm lụng vất vả vì những đồng bạc đó. Cô! Ủa? Mẫn? Cô làm gì ở đây vậy? Ủa? Ai vậy? Cô không cần phải nói gì hết đó. Nhưng mà khoan nè, Mẫn ơi! Chuyện gì vậy? Mẫn! Em làm gì vậy? Mẫn em làm gì vậy? Cô thấy miễn kịch hay không? Hay cái gì mà hay? Em biết em làm gì cô khó xử lắm không? Cô có xử cái gì? Em thấy rõ ràng là cô đâu thích thằng cha đó đâu. Mất mới phải bận tâm cho mệt. Mà cô có hạ tiêu chuẩn xuống á, cô cũng đừng có thấp như vậy chứ. Cô xinh đẹp vậy mà. Đúng không? Em thì... Sao kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ? Tôi nói cho anh biết một bí mật. Cô của tôi có bạn gái rồi đó. Anh có biết chữ có bạn gái không vậy? Không phải anh ơi. Mẫn em nói cái gì vậy Mẫn? Cô mới cần nói nhiều đi. Nè